Rất là nhiều người hỏi mình là tại sao em cài được cái Google Play theo anh dẫn rồi mà em không thể tải được game PUBG. Bây giờ anh em phải làm thế nào? Đó chính vì là vậy là mình làm clip này nhá. Ok, mình sẽ bỏ qua cái vấn đề đăng nhập và tải những ứng dụng khác ở đây. Hello, xin chào các bạn. Vâng, mình đến từ mrm.vn. Và ngày hôm nay, các bạn nhìn thấy nhá. Vâng, thì thực ra là cái sản phẩm nó ra lâu rồi. Bên mình cũng bán tương đối lâu ấy, mà thực sự là bán trực tiếp thì nó đơn giản lắm. Mà bên mình bán online cũng rất là nhiều, thì rất là nhiều bạn yêu cầu mình là để nguyên siêu và chuyển cho các bạn đi. Nhưng cái vấn đề ở đây là khi chuyển nguyên siêu cho các bạn thì nó sẽ không có tiếng Việt, nó sẽ không có CF Play. Các bạn cài ứng dụng thì nó cũng khó, bởi vì mình không quen mà. Thì rất là nhiều bạn hỏi mình là cách cài Google Play trước máy này. Và cụ thể hơn thì thực ra cài Google Play trên chiếc máy này thì lên Google xem được ngay, hoặc là mình có rất là nhiều clip hướng dẫn đến các bạn rồi. Nhưng cái cụ thể nhất ấy là rất nhiều bạn gọi điện hay là inbox cho mình hỏi cách để cài được game PUBG hay là game Liên Quân vào chiếc máy này khi không có Google Play, hoặc thậm chí cài được Google Play rồi mà vẫn không thể nào cài được PUBG và Liên Quân. Đấy, thì ngày hôm nay mình làm clip này thì mình để hướng dẫn các bạn sẽ cài được Liên Quân và PUBG cho những chiếc máy Xiaomi mà không có, chưa cài ROM quốc tế, mà không có, chưa có CF Play. Các bạn nhé, thì các bạn chú ý xem cái này để mình của mình để các bạn làm, bởi vì là rất là nhiều người hỏi mình mà mình hướng dẫn các bạn từng người một tí thì nó rất là nhiều thời gian, nên là mình làm clip này để hướng dẫn các bạn luôn. Thì cái đầu tiên thì bây giờ là thuộc dạng cấu hình gọi là đỉnh nhất rồi, thì bên mình đang bán đến mức giá rất là rẻ thôi, chỉ có tầm hơn 8 triệu một chút thôi. Đây, cụ thể là bao nhiêu ấy thì các bạn vào đường link để dưới mô tả ấy, cái trang web bên mình là mrm.vn ấy, thì các bạn xem rõ về chi tiết về giá sản phẩm này hơn. Thì cái clip này mình làm vào đầu tháng 7 của năm 2020, thế là giá mà hiện tại bên mình đang bán hơn 8 triệu, về sau đi nữa thì nó sẽ rẻ hơn. Thế nên các bạn mà xem clip này vào năm sau ấy thì mình thấy mình báo giá hơn 8 triệu đừng chết nhá, bởi vì clip này mình làm một năm rồi đúng không. Đấy, thì bây giờ mình sẽ mở hộp cho các bạn xem là bên trong nó là như nào. Đấy, thì thực ra là clip mở hộp hay đánh giá là sản phẩm này ấy, thì rất là nhiều anh em ở trên YouTube đã làm rồi. Bên mình thì mình không chuyên về review, mình review không hay, rất nhiều anh em chê là mình không ngại làm review lắm, thì mình chỉ làm thủ thuật để mình hướng dẫn anh em thôi đó. Thì nếu mà anh em không làm được ấy, anh em nào không làm được ấy, thì cứ gọi điện cho số điện thoại của bên mình là 02562 6789 nhá, hoặc là anh em cứ qua, hoặc là anh em cứ chat ở Facebook ấy, bên mình là mrm.vn, thì vào Facebook đấy là anh em cứ inbox và các bạn sẽ hướng dẫn anh em, bởi vì là các bạn trả lời tin nhắn là các bạn là siêu kỹ thuật rồi đó. Đây, thì mở hộp ra thì nó như tương tự những chiếc Xiaomi khác thôi. Trong này nó có một cái ốp lưng. Đấy, cứ giới thiệu qua cái máy trước cho các bạn biết. Này, nó sẽ có một cái ốp lưng giống như chiếc K20, Redmi K20 Pro ấy. Bởi vì là đây là sản phẩm có camera thụt thò mà. Đấy, ốp lưng kiểu dạng nhựa cứng như này. Đây, chiếc máy thì nó tầm như K20 thôi. Đó, thì rất là đơn giản, Xiaomi rồi đóng gói cái chiếc mấy năm ở đây thì giống hệt nhau rồi. Có một cục sạc 27W này, rất là to này. Đấy, sạc này thì sạc cao cấp hơn là sạc của K20 hay là K20 Pro, chỉ bản premium thì mới có sạc này thôi. Đây, bằng cáp USB Type-C này. Mới hơn một chút khi nó có bên đầu bên trong là màu da cam. Đó, các bạn nhìn thấy không? Từ trước này thì bây giờ mới có cái màu da cam như này cho những máy cao cấp thôi. Thì chiếc máy này chưa đến 10 triệu nó có cái dây như này rồi. Đấy, thì cái phụ kiện mình không nói nhiều nữa, và cái những cái này mình không nói nhiều nữa, và quan trọng bây giờ là chiếc máy thôi đúng không? Đấy, Redmi K20 đây. Bên này là mình có một cái phiên bản máy màu trắng các bạn nhé. Một phiên bản máy màu trắng. Đây, máy đây. Đó, vừa bóc siêu luôn. Bốn camera chia nhau như này, 64MP. Thì thực sự là đối với mình ấy, thì sản phẩm này có cái màu trắng hay là cái thiết kế của sản phẩm này ấy, đối với mình ấy, thì nó không thể nào đẹp bằng K20 được hay là K20 Pro được. Mình vẫn thích chiếc K20 Pro hơn, bởi mình rất ghét cái cụm camera hình tròn như thế này. Đấy, thế nên là mình cũng không làm video nói nhiều về sản phẩm này, mà chỉ có làm để hướng dẫn anh em cách mà anh em cài được cái PUBG thôi. Đó, bật lên thì bao giờ máy bóc siêu ra chuẩn 100% từ chính hãng Xiaomi từ Trung Quốc ấy, thì nó sẽ là tiếng Anh, tiếng Trung thôi các bạn nhé. Đó, thì mình chọn tiếng Anh để vào, bởi vì tiếng Trung đâu biết đọc đâu. Đó. Chọn tiếng Anh mà thở hiểu sao nó vẫn nhảy được tiếng tàu này. Đây, vào được bên trong rồi nhá. Mình vào lại ngôn ngữ tiếng Anh này. Và lại ngôn ngữ chuyển sang tiếng Anh nhá. Nó làm ở trong này. Đây. Đó. Chuyển ngôn ngữ tiếng Anh để cho chúng ta dễ sử dụng thôi. Bây giờ mình sẽ kết nối Wi-Fi nào. Thì cái việc đầu tiên ấy, để các bạn cài được cái PUBG của Việt Nam
thì ở trên CH Play là chúng ta cũng có thể đào phải được, nhưng mà nhiều, rất là nhiều trường hợp ấy mình không hiểu vì sao ấy, thì khi chúng ta đào CH Play về mà những cái máy mà chưa được cài từ Google quốc tế ấy, bởi vì cái Google Play hay là cái trình duyệt Google của cài những chiếc máy này thường thường là cài ngoài mà thôi, chứ Xiaomi Trung Quốc thì nó không cho dùng. Thế nên là khi đào PUBG hay những cái game nặng mà tầm khoảng vài trăm mê đến một ghi ấy, thì nó sẽ bị đẩy ra cho nó không cài được các bạn nhé, các bạn phải lưu ý như vậy. Nhưng trường hợp cài được thì cũng không sao, nhưng mà trước tiên là mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách cài được cái Google Play đã, thì nó rất là dễ thôi đấy. Mà có wifi bên mình là điện thoại siêu rẻ nha, nếu bạn nào gần thì cứ thể bắt nha. Thì sản phẩm này bên mình bán ra là bảo hành 12 tháng tất cả các lỗi, các bạn không phải nâng cấp nữa nhé. Các bạn muốn nâng cấp gói bảo hành VIP thì bên mình là nâng cấp gói bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng. Với cái lỗi 12 tháng thì không phải đợi hãng bảo hành nữa mà các bạn sẽ được đổi máy khác. Đây thì những cái ứng dụng của Trung Quốc rất là nhiều như thế này. Khi mà chúng ta cài xong ấy thì các bạn cũng có thể xóa được, đơn giản thôi, các bạn di vào đây. Đấy là có thể xóa được ứng dụng Trung Quốc đi. Đây ở đây là cái chợ của Xiaomi này. Đấy, nó có một cái chợ riêng của Xiaomi luôn, nó nằm ở đây tí thế này. Đây nằm ở đây này. Đó thì các bạn cứ vào cái chợ này nhá. Xong các bạn đào cái Google về được Google Play ấy. Đây. Chỉ cần ấn Google thôi. Xong sau ấn tìm kiếm này. Thì trên này các bạn sẽ không nhìn đâu, bởi vì nó sẽ chỉ có cái Chrome và cái Baidu thôi. Các bạn chọn cuối cùng. Các bạn chọn cái mục này cho mình này. Đây này. Chọn cái mục này nhé. Rất là nhiều bạn theo xem video của mình không kỹ ấy, thì có hỏi mình tại sao các bạn tìm không ra Google Play. Bởi vì là trên này không bao giờ có đâu, mà các bạn phải xuống khu vực này. Đó, mình không hiểu tiếng Trung là gì, nhưng ấn vào đây nó sẽ có nhá. Đó, thì các bạn cài cho mình cái này này. Đấy, cài cái này vào. Để mình tắt những cái này đi. Bây giờ mình ấn nhầm cái đao những ứng dụng này về mất rồi. Đấy, để đao kia của mình cho nó nhanh. Đấy. Đó, thì sau khi cài xong nó nằm ở đây nhá. Thì ấn vào đây cho mình, ấn OK này. Rồi ấn vào đây. Các bạn lưu ý là nó phải có kết nối mạng internet đấy. Đây mình loại nữa thì không internet thì đâu vào được chợ đâu. Đó thì khi ấn vào đây là các bạn cứ ấn đồng ý hết thôi. Đấy. Thì để nó cài những cái trình cái ứng dụng, cái ứng dụng nền của Google Play. Đúng không? Đây khi nó báo là không thể cài đặt nữa như thế này. Bởi vì là nó đã có cài sẵn cái cải của Google trên đấy rồi. Thì cái này lại càng đơn giản. Thì chúng ta cài cái Google Play.apk là xong. Thì cài cái đấy bằng cách là chúng ta vào trình duyệt này. Chúng ta vào google.com. Đấy. Thì ngay từ trên này này, đấy, vào cái trang google.com thì ở Việt Nam nó sẽ vào được như này. Chúng ta sẽ vào cái CH Play.apk nhé. Có một cái trang chợ đen rất là hay, đấy là cái trang APK Pool này. Đó, chúng ta vào đây chúng ta tải cái APK của Google Play về. Đó. Các bạn lưu ý là tải cái của Android 10 nhá. Đó, tải về này. Ok, tải về. Thì ở trên cái này ý, cái APK Pool này nó cũng chính là cái mình muốn giới thiệu để cho các bạn có thể cài được ứng dụng cài được cái game PUBG hay là cái game Liên Quân ấy. Đó. Cài Google Play xong lại này. Ok. Thì thực sự là cái Google Play ấy này ý, thì mình nói lại lần nữa là này, các bạn có thể cài ra được ở đây rồi. Nó nằm ở đây rồi, nhưng các bạn có thể vào các bạn tải những cái game nặng tầm khoảng trên 800MB thì thường thường nó sẽ không cài đâu. Rất là nhiều trường hợp như vậy rồi, rất là nhiều người hỏi mình là tại sao em cài được cái Google Play theo anh hướng dẫn rồi mà em không thể tải được game PUBG. Thì bây giờ anh em phải làm thế nào? Đó chính vì là vậy mà mình làm clip này nhá. Ok, mình sẽ bỏ qua cái vấn đề đăng nhập và tải những cái ứng dụng khác ở đây và mình chỉ tập trung vào ứng dụng Liên Quân hay là PUBG để cho các bạn chơi thôi nhá. Đây các bạn vào lại cái trình duyệt này. Thì cái trang vừa giờ mình báo cho các bạn ấy là trang APK Pool ấy, thì bây giờ chúng ta lại vào lại Google nhé. Đây, vào lại Google này. Ok, thì bây giờ vào Google này chúng ta sẽ ấn là PUBG.apk hoặc Liên Quân.apk. Đấy, PUBG này, .apk này. Đó, khi tìm ấy thì chúng ta vào luôn cái trang đầu tiên là trang APK Pool nhá. Lại cái trang này thôi, trang vừa giờ mình tải Google Play ấy. Cũng tải trên được luôn. Đó, thì rất là nhiều bản ở đây. Thì đây nha, bây giờ chúng ta vào cái này này, bởi vì rất là nhiều bạn tìm vào cái này mà các bạn không cài được. Đấy. Cái này. Các bạn lưu ý với mình nhá. Cái này bởi vì là cái file là file xapk này, thì cái file này nó rơi vào một cái 9 nhưng cái file này thì không cài đâu. Mình quay lại. Mình quay lại nhá. Quay lại này. Mình ấn vào dòng bên dưới này.
Đấy, mình nhớ cái file này. Cái file chỉ có 636MB này. Thì cái file này sẽ cài rất là dễ, bởi vì là cái file SDK kia thì nó sẽ không phải cập nhật. Nhưng mà các bạn phải có một cái máy tính và các bạn sử dụng cái phần mềm thứ hai, thứ ba thì các bạn mới cài được. Thì các bạn lưu ý lại nhé, các bạn vào cái phần thứ hai nhé, như này. Đây, phần đường link thứ hai này. Đó, xong các bạn cài cái này vào. Thì cái file này nó chỉ có 600MB thôi. Và cái file này thì khi download xong và cài thì các bạn phải cập nhật. Các bạn theo mình để làm nhé. Rồi, các bạn chờ nó tải về nhé. Thực ra mạng rất là nhanh. Tải sẽ rất là nhanh thôi. Đấy. Đó. Ok, cùng chờ nhá. Ok nhá, khi đào xong thì nó sẽ hỏi các bạn là có cài hay không. Tất nhiên rồi, lại cài thôi, bởi vì mình tập trung vào mình đào cái này mà. Đó, cài là thôi. Tại vì là chúng ta phải đào cái file mà 600MB này thì chúng ta mới cài được, bởi vì nó đuôi APK. Còn nếu mà chúng ta đào cái file full 1.9GB ấy, là file X3APK thì chúng ta không thể đào được, không thể cài đâu, mà chúng ta phải dùng máy tính chúng ta mới cài được nhá. Open luôn. Đấy. Tất cả đồng ý để cho nó kết nối được bộ nhớ nào. Đó. Sau đó thì bây giờ nó mới đến bước cập nhật. Đó, nó sẽ kiểm tra cập nhật. Và nó sẽ cập nhật lại toàn bộ các file vào luôn. Đó, quá là nhiều. Bây giờ sẽ vào bên trong và chờ down tiếp lần tiếp theo. Đó, cùng chờ đợi nhá. Và cái việc này cũng giống như là việc chúng ta cài cái pha cái game Liên Quân thôi. Đây này. Đó, cái game Liên Quân thì nó sẽ nằm ở đây. Bởi vì rất nhiều người, rất nhiều các bạn báo mình là mình các bạn không thể cài được bằng cái CS Play ở trên chiếc máy này. Thì làm trên chiếc máy này cũng sẽ là tương tự như những chiếc Xiaomi khác, ví dụ như là các bạn có thể mua K30 hoặc là những chiếc Xiaomi mà là bản nội địa Trung Quốc mà chưa cài được Google Play ấy, thì cài những cái game của Việt Nam thì bắt buộc là chúng ta phải lên cái trang này thôi. Đó, Liên Quân đây. Đấy, thì chúng ta sẽ cài bằng cái APK Pool này luôn. Đây này. Đó, cái này sẽ là APK này. Đó, thì chúng ta lại quay lại chúng ta tìm ở trên Google Play. Tìm được cái file APK và chúng ta sẽ cài lại bình thường. Đó, đơn giản như vậy thôi nhá. Đó, rất là đẹp cho một siêu phẩm. Thì sản phẩm này cấu hình nó rất là cao đấy. Gần như là cao nhất hiện tại luôn. Đây, mình cùng xem nhá. À, mình cùng xem nào. Đấy, cùng xem là cấu hình của nó sẽ là như thế nào cho các bạn xem. Bên ngoài thì mình đã biết, bởi vì đây là sản phẩm có RAM 6GB, bộ trong 128 là như trên hộp nó ghi đây này. Đó, RAM 6GB 128 này. Đó, thì sản phẩm này mình bán chỉ có hơn 8 triệu thôi, thì các bạn có thể mua sản phẩm cao hơn với cấu hình cao hơn. Ở bên mình cũng bán đầy đủ hết, không thiếu bản nào cả. Đó. Ok ạ. Đây, sử dụng chip đồ họa là 650 này. Đó, thì các bạn có thể nhìn thấy đây là con chip gì không? Đây là con chip Snapdragon 865 các bạn nhá. Một chip mạnh nhất thời điểm hiện tại luôn. Đó. Đây, một con RAM là 6GB này. Đó, K10 Pro các bạn nhé. Màn hình là 6.67 inch. Một độ đại bản là 394.63 dpi, rất là tốt luôn, và loại rất là đẹp luôn. Đó, khỏi suy nghĩ luôn. Pin 4007 này. Đó, để xem, thử cập nhật xem được xong chưa nhé. À, lại cập nhật mất rồi. Thế nên là khi các bạn đao cái game này và các bạn bật lên thì các bạn để nguyên cho nó cập nhật nhé, các bạn không thoát ra. Như mình vừa giờ thoát ra ấy, thì nó sẽ lại phải cập nhật lại. Đó. Đây, ok các bạn nhìn thấy không? Nó sẽ cập nhật tiếp một cái file 101MB này. Đây, với 17 file tất cả. Đó, thì khi các bạn cập nhật xong là các bạn có thể chơi được. Rất đơn giản như vậy thôi. Đó.
Thì những bạn nào đã từng mua máy bên mình hay là mua máy một bên khác và chưa được cài Google Play cũng như là chưa được cài ROM quốc tế ấy, mà vẫn đang ở ROM Trung Quốc ấy, bóc nguyên siêu bóc ra ấy, thì các bạn cứ xem clip này của mình và các bạn có thể cài được Google Play cũng như là các bạn có thể cài được cái game PUBG để các bạn chơi. Bởi vì mình lưu ý mà các bạn lại là nếu các bạn cài được Google Play chưa chắc các bạn đã tải được PUBG hay là Liên Quân đâu, bởi những cái game đấy có dung lượng rất là cao. Thế nên khi chúng ta tải bằng CF Play ở trên cái máy mà bản ROM Trung Quốc ấy, thì chúng ta sẽ không thể cài được mà nó sẽ đẩy ra ngoài, nó sẽ bắt chúng ta phải đào lại. Rất là nhiều bạn thắc mắc về vấn đề đấy. Còn về cái vấn đề này, để cài được ROM quốc tế chiếc máy này thì thực ra cũng không hề phức tạp một chút nào cả. Để cài được ROM quốc tế thì mình đã có clip hướng dẫn các bạn rồi, với một chiếc Xiaomi Redmi Note 7. Với những chiếc Xiaomi bản tiếp theo, ví dụ như K30 Pro này, thì chúng ta cũng sẽ cài tương tự như vậy thôi, chứ không có gì khác cả. Để xem cái clip đấy thì mình để luôn link ở dưới phần mô tả các bạn xem nhé. Thì các bạn vào đường link đấy các bạn xem cách mà các bạn có thể xin quyền để unlock chiếc máy K30 Pro này và cài được tiếng Việt như là ROM quốc tế này. K30 này đã có ROM quốc tế rồi và ROM EU đấy, là các bạn có thể là dùng những cái bản đấy các bạn cài. Thì mình để luôn link cách cài ROM quốc tế và cách cài ROM EU để cho các bạn cài theo. Thì các bạn làm có bất cứ thắc mắc gì ấy, thì các bạn cứ liên hệ bên mình theo số điện thoại là 025 652 6789, hoặc là các bạn chat lên Facebook của mình ấy. Các bạn lên Facebook các bạn search là cụm từ là msm.vn thì nó sẽ ra Facebook của mình, và các bạn chat Facebook thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm nhé. Rất đơn giản vậy thôi. Các bạn thấy hay thì các bạn cho mình một like nhé, chia sẻ cho mọi người cùng xem, subscribe kênh YouTube của mình đi, để mình sẽ đưa ra rất nhiều clip hướng dẫn các bạn cũng như là cách mà chỉ các bạn để mua được những chiếc máy tốt nhất, để tránh phải những chiếc máy dựng, để tránh bị lừa, đúng không? Báo cáo các bạn xem clip nhá. Chào tạm biệt các bạn.